Nam Trung Bộ có điều kiện tự nhiên và môi trường khá thuận lợi để phát triển nuôi biển, đặc biệt là nuôi biển công nghiệp với quy mô hàng hóa lớn. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, việc đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi biển ở các địa phương này còn nhiều hạn chế và thiếu đồng bộ. Hiện nay, người dân vẫn chủ yếu sử dụng các vật liệu truyền thống như tre, gỗ, xốp, làm lồng bè nuôi nên dễ bị ảnh hưởng bởi mưa bão và gió biển. Khảo sát tại các tỉnh Nam Trung Bộ cho thấy, các địa phương có tiềm năng rất lớn trong phát triển nuôi biển với các loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, việc nuôi biển chỉ phát triển mô hình theo hình thức truyền thống. Tại tỉnh Ninh Thuận hiện nay, tỉnh này có khoảng 216 bè nổi với 3,5 nghìn lồng nuôi nhưng chủ yếu là khung gỗ tre kích thước nhỏ. Do vậy, khó phát triển bền vững, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu như hiện nay. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nghiên cứu để mà tham mưu cho cấp có thẩm quyền. Ngoài những cái chính sách của Trung ương thì địa phương có thể xem xét những cái chính sách để mà giúp cho người dân chuyển đổi từ cái nuôi lồng bè nó thô sơ như hiện nay, thì người nuôi có thể là cần phải nâng cấp cải tạo cái lồng bè cho nó kiên cố hơn để có thể là nuôi nó ổn định được, chịu đựng được sóng gió ở các cái vùng biển hở, để mà có thể phát triển được cái nghề nuôi biển này một cách cho nó ổn định bền vững thì cũng rất cần về cái khoa học công nghệ, rồi đào tạo nguồn nhân lực. Vì chúng ta biết rằng nuôi trên biển thì nó khác với lại nuôi trong đất liền, nó cũng có những cái khó khăn nhất định. Do đó là về trình độ kỹ thuật, khoa học công nghệ, nguồn nhân lực để có thể là đáp ứng được cái yêu cầu trong cái điều kiện nuôi trên biển, đặc biệt là nuôi ở các cái vùng mà biển xa bờ. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, nước ta có nhiều vùng vịnh kín, bãi chiều ven biển và một phần ở các hải đảo, vùng biển xa bờ phù hợp để phát triển nuôi biển. Tổng diện tích tiềm năng nuôi biển ở nước ta hiện khoảng 500.000 ha, đặc biệt tại các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có nhiều lợi thế về nuôi biển và đã phát triển rất mạnh trong thời gian qua. Để ngành nuôi biển nói chung và Nam Trung Bộ nói riêng đạt hiệu quả, ngành thủy sản cần thực hiện kế hoạch phát triển nuôi biển hiệu quả, bền vững, phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên phát triển nuôi biển công nghiệp, khuyến khích đầu tư theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là triển khai các chương trình dự án trọng điểm để giải quyết các vấn đề cốt lõi, tạo nền tảng để phát triển ngành nuôi biển hiệu quả, bền vững, thân thiện môi trường. Cái tiềm năng như tôi đã nói là với một diện tích mặt nước biển trên 1 triệu km2, với cái bờ biển dài 3.260 km và cái vùng biển nước sâu của chúng ta để nuôi xa bờ ngoài 6 hải lý với những công nghệ hiện đại như các nước Na Uy, Sen là họ nuôi với một cái hệ thống rất là đồng bộ từ khâu giống, khâu thức ăn, lồng nuôi, quy trình công nghệ, thu hoạch, sơ chế, chế biến nó khép kín và gắn với du lịch. Như Na Uy có 49 cái trang trại thôi, nhưng một ngày người ta cấp 14 triệu suất ăn cá hồi và du lịch theo một cái chuỗi đi ngắm biển, xem cái quy trình nuôi, xem công nghệ nuôi, xem cái thu hoạch, xem sơ chế chế biến. Như vậy chỉ có một cái môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nuôi biển mang tính hệ thống công nghệ cao. Thứ hai là phát huy được cái nguồn lực ở các doanh nghiệp và khai thác mặt nước biển có hiệu quả. Thứ nữa là mình huy động được cái đội ngũ lao động trên biển với một cái trình độ cao để chúng ta có thể có được cái sản lượng nuôi biển đạt được cái mục tiêu theo cái quyết định 1664 đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 1664 phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Để thực hiện thành công đề án này, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thống nhất các hành động trong ba trục gồm chính phủ, doanh nghiệp, người dân. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu Tổng cục Thủy sản tham mưu Bộ triển khai, kiểm tra kết quả thực hiện đề án nuôi biển và thực hiện kế hoạch hiệu quả, bền vững, phù hợp điều kiện thực tế. Đặc biệt, ưu tiên phát triển nuôi biển công nghiệp, khuyến khích đầu tư theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trên thế giới. Đây là cơ sở để nghề nuôi biển của các tỉnh Nam Trung Bộ phát triển mạnh mẽ, bền vững trong thời gian tới.